mùng 8 âm lịch. Ngày nay ngày 5 tháng 9 2011 bên các kỹ thuật của Trung Quốc người ta đã dựng được cái cột, các cột của trung sảnh. Trung sảnh là như quý vị thấy đây đó. Thì trước khi người ta dựng á, người ta làm một cái các hệ thống dàn giáo, dàn giáo để đặt các vị trí tương thích của các đá tán kê cột đã có sẵn của trung sảnh. Đó, quý vị thấy như trên hình ảnh đã được ghi đây. Đó. Các kỹ thuật Trung Quốc người ta đã lắp những cái xà tiền đó quý vị, là tiền trước có những cái thế đỡ của dàn giáo quý vị đó. Sau đó người ta mới chuẩn bị mà câu tải những cái cột được đặt nằm dưới đây quý vị. Thấy ở quý vị thấy người ta đã làm trước khi người ta đặt lên tán kê nữa. Người ta chuẩn bị, người ta kéo những cái cột này bằng cái dây mà dây dù quý vị, dây dù người ta buộc ngay đỉnh đầu, gần đỉnh đầu, 1/5 của đỉnh đầu quý vị, người ta đóng đinh rồi để mà giữ những cái dây dù buộc đó, người ta mới dùng cái ba lăng á, ba lăng cái đồng gọc sắt đó quý vị, bắt đầu người ta kéo đầu lên thì dựa những cái điểm kéo đó là giờ đồng gọc nó dựa lên cái trên cái hệ dàn giáo. Quý vị thấy không? Đó. Mới trên quý vị. Đó, người ta kéo lên, người ta mới canh đúng cái vị trí mà đá tán kê để người ta đặt cái cột vô. Đó là chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà trước khi người ta đặt cái cột đó, người ta cắt cái miếng chì lót đó quý vị. Miếng chì lót thì người ta đặt đúng cái giáp với cái mặt đá tán kê đó. Miếng chì lót dày 2 ly. Đó thì miếng chì này có tác dụng là để mà ngăn ẩm mà chống mối mọt mà của cái đá tán kê đó quý vị, và tiếp xúc với gỗ đó quý vị. Đó là như vậy. Đây quý vị. Hiện nay người ta lắp được 4 cái cột của trung sảnh rồi quý vị. Xa xa quý vị thấy bên phần mà đại sảnh đó quý vị, đại sảnh người ta đã làm tương đối lợp mái mé từ lâu và người ta làm cái mái của hành lang từ lâu cũng đã xong, tạm xong. Và bây giờ bên các kỹ thuật Trung Quốc người ta đang làm từng hồi mà trung sảnh đó quý vị, đại sảnh quý vị, từng hồi đại sảnh thì từng hồi này á người ta làm theo cái hình của cái dạng thành thổ quý vị, cái dạng thổ trong ngũ hành quý vị đó quý vị. Thấy đây là đại sảnh. Đây quý vị thấy những cái đầu tiếp xúc của các cây xà này đó, xà là đà đó quý vị, đà kiền đó, đà kiền phương dọc đó quý vị, phương dọc phương kiền đó quý vị, thì người ta quét cái lớp epoxy đó, lớp dung thiền đó để mà chống ẩm ngay cái đầu quý vị, không cho mối mọt đó. Cái chất này có tác dụng là chống ẩm và chống nước luôn. Quý vị thấy đây những cái xà quý vị, xà tiền phun dọc.
này trên những cái ấy là người ta làm những cái quả tiết mà bằng mây tre đó quý vị, mây tre người ta đóng rồi theo cái kiến trúc Trung Hoa cổ người ta đã làm vậy, bây giờ người ta phục, người ta trùng tu, người ta phục dựng lại, người ta cũng làm như vậy. Còn đây là những cái lỗ mộng quý vị. Đây là công nhân là đang quét cái lốp tấm tấm đó quý vị. Xa quý vị thấy công nhân nó đang công nhân mà chủ tịch Trung Quốc nó đang xây cái hồ phía đông quý vị, hồ phía đông mình dọn cổ những cái từng hồi nó có tác dụng về ngũ hành đó, trong hôm qua người ta xây dựng người ta cũng kỹ những cái đó, những cái đó đó.